Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, ngăn chặn các rào cản kinh doanh. Các doanh nghiệp đang đẩy nhanh công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều trị vô sinh tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, ngăn chặn các rào cản kinh doanh. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp vào sáng ngày 2 tháng 1 về xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu của kế hoạch này là hướng tới cắt giảm ít nhất 1/5 số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 1/5 chi phí chính. Tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm từ 2020 đến năm 2025. Các ý kiến tại cuộc họp đều đánh giá cao tinh thần cải cách ngay từ đầu năm và nhấn mạnh việc cần thay đổi tư duy quản lý, làm sao đạt hiệu quả, ít tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, chứ không phải cắt bỏ cơ học các văn bản. Bên cạnh đó, để đảm bảo khả thi, các bộ ngành cần ra soát, sau đó giao chỉ tiêu cắt giảm, không nên áp đặt kiểu đánh đồng các bộ. Dự kiến kế hoạch hành động này sẽ được hoàn thiện để trình Thủ tướng ban hành vào ngày 8 tháng 2 tới đây. Sáng ngày 3 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam và dự báo năm 2020. Diễn đàn đã thu hút được sự tham dự của đại diện các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các viện nghiên cứu kinh tế tài chính trong nước và đông đảo các chuyên gia kinh tế. Đây là diễn đàn để các chuyên gia kinh tế thảo luận về diễn biến giá cả thị trường trong nước năm 2019, đồng thời đưa ra dự báo về những áp lực đối với việc kiểm soát chỉ số lạm phát tại Việt Nam năm 2020. Năm 2019, có 9 yếu tố gây áp lực tăng giá gồm giá nhiên liệu, giá thịt lợn, giá các dịch vụ y tế, giáo dục, giá bất động sản. Còn những yếu tố góp phần tác động và kiềm chế chỉ số CPI là nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong nước ngày càng tăng, đặc biệt là chính sách tiền tệ trong nước vẫn đang được điều hành ổn định. Năm 2020, công tác điều hành giá tiếp tục là yếu tố then chốt giúp Việt Nam kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra là dưới 4%. Không được bán căn hộ condotel cho các tổ chức cá nhân nước ngoài. Đây là yêu cầu mới đây của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. 129 dự án bất động sản du lịch nằm trong diện phải chấp hành quy định này. Trong đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều trường hợp tự ý bán hàng chục căn mà không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong khi đó, loại hình căn hộ du lịch condotel chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như giấy chứng nhận nhà ở. Do đó, các giao dịch mua bán tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, dự báo năm nay lượng hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết sẽ tăng từ 12 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, để đáp ứng đủ lượng hàng hóa thì các doanh nghiệp đang đẩy nhanh công suất cũng như đưa ra thị trường các mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Cùng với đó, việc đảm bảo người dân mua hàng đúng giá, đúng chất lượng cũng được tích cực triển khai. Lượng hàng hóa tăng từ 5 đến 7% với khoảng 600 tấn bánh mứt kẹo được bán ra thị trường. Đây là những gì mà doanh nghiệp này đang triển khai để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cái nguồn nguyên liệu rất là lớn là đảm bảo cho để cung cấp được ra thị trường. Chúng tôi thì có một số các sản phẩm mới như là bánh và kẹo là nó sản phẩm mới, còn Tết thì chúng tôi là dòng truyền thống nên là chúng tôi cũng được cải tiến và rất phù hợp với thị hiếu của người dân. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, thời điểm này các đơn vị giao nhận hàng hóa cũng đang có những kế hoạch tăng thêm cả nhân lực và thời gian để phục vụ dịp Tết. Bởi dự tính nhu cầu giao nhận dịp cuối năm thường tăng khoảng 50% so với các tháng khác trong năm. Đối với giai đoạn cuối năm thì cái đối tác giao vận sẽ có thể là một yếu tố rất là quan trọng vì họ sẽ cần phải tập trung vào một số công việc nhất định. Chúng tôi muốn đảm bảo việc là với số lượng đơn hàng đầy đủ cũng như là cái chính sách thưởng và ưu đãi hấp dẫn sẽ giúp cho các cái đối tác giao vận có thể tập trung vào giao hàng và giúp cho cái nhu cầu vận chuyển của các cái doanh nghiệp trong nội thành Hà Nội như Hồ Chí Minh có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, dự kiến lượng hàng hóa tiêu dùng năm nay sẽ tăng mạnh hơn so với những năm trước khoảng từ 12 đến 15%.
Do vậy, để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, Bộ đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo người tiêu dùng mua được hàng hóa chất lượng, nhất là mặt hàng thịt lợn. Chúng tôi cũng có kế hoạch là gì? Là đưa hàng từ những cái nơi mà có thể thiếu, tức là thừa, không phải thừa mà thiếu ít, đến nơi thiếu nhiều đối với mặt hàng thịt lợn. Cái điểm bán hàng bình ổn, cái thực phẩm tươi sống mà tập trung mặt hàng thịt lợn là phải nhỏ hơn, giảm so với cái giá bán ngoài thị trường khoảng 5%. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ triển khai các điểm bán bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, các điểm bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại cũng sẽ được yêu cầu tăng thời gian bán hàng trong những ngày giáp Tết, với mục tiêu người dân sẽ mua được đầy đủ hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Không để người dân phải ở lại nhà ga bến tàu vì thiếu phương tiện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là mục tiêu mà Bộ Giao thông và Vận tải đưa ra trong cuộc họp vào chiều ngày 2 tháng 1. Để thực hiện mục tiêu này, các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị phương án dự phòng phương tiện, huy động các đơn vị xe buýt, xe hợp đồng du lịch hỗ trợ khi lượng khách tăng đột biến. Đối với đường sắt, ngoài những đoàn tàu tăng cường theo kế hoạch, cần nghiên cứu thêm các tàu chặng ngắn tới điểm du lịch có lượng khách tăng đột biến và ngăn đầu cơ vé. Với ngành hàng không, cần tăng chuyến nhất là vào ban đêm để giảm quá tải cho các sân bay, nhất là tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, tại tỉnh Hà Tĩnh, ngay những ngày đầu năm mới này, liên tục nhiều tàu thuyền đầy ắp tôm cá cập bể cửa sót Lộc Hà, báo hiệu ngư trường đã dần phục hồi cho sản lượng thủy sản dồi dào hơn so với một vài năm trước. Cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Những con tàu liên tục nối đuôi nhau cập cảng để bán thủy sản cho các tiểu thương. Trong chuyến biển đầu năm này, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã mang về đất liền từ 3 đến 5 tạ tôm cá, ốc sò trị giá hàng chục triệu đồng. Dân thì vẫn là hàng ngày bám biển. Nói chung là cái tỷ lệ mà đánh bắt từ con sò, con cá đó, là cũng nhất là đều đặn. Con sò với là cá đâu hiểu thì về thì ở đây giá cả nhất là ổn định. Người ở miền Nam họ ra là thu mua. Không chỉ có niềm vui được mùa, chuyến biển đầu năm này, ngư dân càng phấn khởi hơn khi sản lượng đánh bắt về đã được các thương lái thu mua tận nơi với giá cao hơn từ 10 đến 15% so với trước đây. Ngoài việc nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy hải sản, tỉnh Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, Malaysia. Trong năm qua, Hà Tĩnh đã xuất khẩu trên 700 tấn thủy sản, giá trị ước đạt gần 4,6 triệu đô la Mỹ. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thu mua cái nguồn nguyên liệu tôm cho bà con ở đặc biệt là trên vùng đất Hà Tĩnh để chúng tôi là sản xuất. Bản hiện nay cái sản phẩm của chúng tôi được bán hàng tin tưởng và hiện nay đang tiếp tục có đơn đặt hàng mới. Tranh thủ giá thủy sản đang cao nên sau chuyến biển này, ngư dân Hà Tĩnh đã chuẩn bị ngư lưới cụ, tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục vươn khơi. Trên hành trình đó, những ngư dân vốn ăn sóng nói gió vẫn kiên cường bám biển mưu sinh, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang báo trong nước và quốc tế. Theo trang thông tấn TASS của Nga, trong chương trình làm việc tháng 1 năm 2020 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ chủ trì một trong những cuộc họp liên quan tới vấn đề hợp tác của Liên Hợp Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Cụ thể, cuộc họp diễn ra vào ngày 23 tháng 1 về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong chương trình làm việc, dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam vừa chính thức được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp phép hợp tác liên doanh hai chiều với hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ từ tháng 1 năm 2020. Theo đó, hành khách chỉ cần đặt chỗ và làm thủ tục chuyến bay một lần duy nhất với Vietnam Airlines hoặc Delta Airlines. Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng ghé thăm những điểm đến nổi tiếng tại Việt Nam và Mỹ. Với quyết định này, Vietnam Airlines sẽ hoàn thiện quyền khai thác các hành trình đến đi từ Mỹ trên tất cả các hình thức, gồm khai thác thường lệ, thuê chuyến và liên doanh hai chiều. Trang Video của Nhật Bản đã đăng tải những con số ấn tượng về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong vòng 20 năm gần đây. Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2019 đạt 3.995 tỷ đô la Mỹ, chỉ đứng sau Singapore và Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2001, con số này chỉ khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO,
năm 2007 đã tăng lên 100 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 50 năm 2006 lên vị trí thứ 26 năm 2018 và kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ vị trí thứ 44 lên 23. Các đối tác thương mại chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo báo La République du Centre của Pháp, các nghệ sĩ xiếc của Việt Nam đã có buổi diễn trong chương trình đặc biệt đón chào năm mới tại sân khấu quốc gia Orléans tại Pháp. Vở diễn của nghệ sĩ Việt Nam có tên là Teda, xây dựng dựa trên các kỹ thuật xiếc như là nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, đu trên cao, kết hợp đạo cụ bằng tre, cần trúc. Teda trong tiếng cờ ho có nghĩa là đi vòng quanh lửa. Đây là một hoạt động đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên trong lễ hội cúng tế. Vở diễn mang ý nghĩa, chừng nào con người còn bước đi thì sự sống, giá trị truyền thống vẫn tồn tại. Teda được đánh giá là một màn trình diễn đẹp mắt và nhiều sáng tạo của các nghệ sĩ Việt Nam. Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long mùa khô, đề ra các giải pháp ứng phó. Đến với lớp học của Mẹ Hạnh Phúc dành cho các trẻ em khuyết tật. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay sâu hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Năm nay, lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long có thể bị thiếu đến 30%. Ngay từ đầu năm, dòng chảy sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long tháng 1 và tháng 2 đã rất hạn chế. Thời gian mặn xâm nhập cao nhất trên sông Cửu Long cũng tập trung vào tháng 1 và 2. Còn trên các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3, nửa cuối tháng 3 đến tháng 6, xâm nhập mặn mới bắt đầu giảm. Hiện tại có những điểm mặn đã vào sâu 40-50 km. Dự báo cao điểm tháng 1 này có những nơi xâm nhập mặn có thể tới 100 km. Ngày 3 tháng 1 tại tỉnh Bến Tre diễn ra hội nghị phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2019-2020. Dự báo năm nay xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn so với năm hạn lịch sử 2016. Sẽ có gần 200.000 ha diện tích lúa đông xuân bị ảnh hưởng và hơn 80.000 ha cây ăn trái có nguy cơ nhiễm mặn. Một điểm bất thường nữa là hạn mặn năm nay còn đến sớm hơn so với nhiều năm. Theo ngành nông nghiệp, điểm bất thường của năm nay là xâm nhập mặn đến quá sớm. Hiện có nhiều nơi xâm nhập mặn đã lấn sâu từ 40-50 km. Dự báo cao điểm tháng 1 năm 2020, có những nơi xâm nhập mặn sẽ vào tới 100 km. Ngay tại cánh đồng này thì hiện cái lượng nước đã giảm hơn so với mọi năm và đặc biệt là cái độ phèn chua đã tăng lên đáng kể. Và sản xuất sớm đó chính là giải pháp mà để có thể hạn chế thiệt hại cho người nông dân hiện nay. Khuyến cáo là bà con là nên là xuống giống lúa là dứt điểm là ngày 31 tháng 12 năm 2019. Cùng với việc xuống giống sớm, Bộ Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động tích trữ nguồn nước ngọt, đặc biệt khuyến khích bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng mới có khả năng thích ứng với hạn mặn. Toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 7 tỉnh ven biển, cây dừa có thể khẳng định là một trong cây trụ cột trong thích ứng biến đổi khí hậu. Cây dừa sẽ có cả một cái địa dư là diện tích phát triển rất rộng. Cây dừa có khả năng thích ứng đến 7 phần nghìn độ mặn. Và nếu như chúng ta trồng theo phương pháp kỹ thuật tạo nếp như thế này, thì có thể là địa hình nào có thể trồng dừa. Giải pháp công trình cũng không được bỏ quên trong cuộc chiến với hạn mặn năm nay. Do đó các địa phương phải phối hợp chặt chẽ để vận hành kịp thời các hệ thống cống lớn của vùng như Âu Thuyền Ninh Quế, Bông Bót, Tân Dinh nhằm chủ động kiểm soát nguồn nước và ứng phó hiệu quả với tình hình hạn mặn sắp tới. Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn vừa bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Đây là mức phạt cao nhất đối với hành vi này. Lái xe bị kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào tối ngày 1 tháng 1 vừa qua. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn là 0,719mg một lít khí thở, cao hơn nhiều lần so với mức cao nhất là 0,4mg trong khung xử phạt. Đây cũng là trường hợp đầu tiên bị phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực. Theo đó thì sẽ tăng nặng mức xử phạt hành vi uống rượu bia khi lái xe. Lái ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, tức bằng lái đến 2 năm.
Lái xe máy vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt đến 8 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm. Các quy định này được dự báo sẽ làm nhiều quán bia, quán nhậu giảm doanh thu. Vậy các quán ăn này đã thích ứng với các quy định mới như thế nào? Phản ánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận thực tế từ một số quán nhậu tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số lượng thực khách trong những ngày này là không hề giảm. Nguyên nhân là thói quen của người dân chưa thể thay đổi ngay một sớm một chiều. Tuy nhiên, khi luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực, nhận thức của người dân đối với vấn đề giao thông đã có sự thay đổi. Bạn bè mời sao thì anh phải có cái điều kiện, ví dụ anh mướn xe ráp hay là taxi hay là xe anh bao hay là gì đi để về mình an toàn hơn. Như giờ có lực mới như là cấm rượu bia đúng không? Giờ như giờ gần xa giờ không biết, giờ nhậu giờ ráp vật có của bà này kia, nói chung là phương tiện là rất là dễ. Trước biện pháp chế tài mạnh đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có vi phạm nồng độ cồn, nhiều quán nhậu đã có thêm dịch vụ lái xe đưa khách về tận nhà nhằm đảm bảo an toàn cho khách, vừa không ảnh hưởng đến kinh doanh của quán. Đối với những khách mà đi ô tô, phương tiện là ô tô đến nhà ăn nhậu thì nhà cũng đã bố trí một lượng nhân sự để có thể là phục vụ khách hàng, lái chính cái xe của khách hàng về tận nhà, và khách hàng sẽ hỗ trợ để làm sao các bạn đấy trở lại được về nhà hàng bằng phương tiện xe ôm hoặc Grab. Phương châm nhà hàng là đảm bảo được tất cả các khách hàng đến đây đã đến nhà hàng uống rượu bia thì nhà hàng cũng đảm bảo được cái tính mạng khi tham gia giao thông. Luật đã có hiệu lực, tuy nhiên để có thể chuyển biến trong ý thức và tự giác thì cần thêm thời gian nữa mới mong hiệu quả được lâu dài. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng hiệu quả trong thụ tinh ống nghiệm. Công nghệ này lần đầu tiên đã được triển khai tại Việt Nam, cụ thể là tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thực hiện đánh giá phôi bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo IVA, giúp việc chọn phôi được hoàn hảo nhất. Thụ tinh ống nghiệm, phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất với tỷ lệ thành công trung bình trên thế giới vào khoảng gần 50%. Trong đó, bước đánh giá lựa chọn phôi thai chất lượng tốt có vai trò quyết định thành công của một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Bình thường thì công việc này phải dựa vào cảm quan kinh nghiệm của kỹ thuật viên. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo mới này, có thể giúp chọn được phôi tốt nhất một cách chính xác bởi có phần mềm dựa vào các thuật toán phân tích tổng hợp kết quả từ hàng trăm dữ liệu. Bình thường thì việc lựa chọn phôi có hình dạng và chất lượng giống nhau cũng rất khó cho những chuyên viên phôi học có kinh nghiệm nhất, tại vì không biết được động học phát triển của phôi trước đó như thế nào. Phần mềm EVA cộng với TimeLab đã giúp chúng tôi biết được động học của phôi từ giai đoạn ban đầu để lựa chọn được phôi có tiềm lực nhất phát triển thành phôi nang và lựa chọn được phôi tốt nhất để chuyển để đưa lại một em bé sinh ra khỏe mạnh nhất. Với công nghệ mới ứng dụng thì để nuôi cấy bảo quản phôi ổn định, Bệnh viện Tâm Anh đã tối ưu hóa quy trình nuôi cấy sử dụng hệ thống giám sát 24/7. Khi có thay đổi dù nhỏ nhất, máy sẽ báo động ngay để xử trí kịp thời. Đặc biệt, quá trình phát triển phôi được thông tin 5 phút một lần, trong khi bình thường thì kỹ thuật viên chỉ theo dõi mỗi ngày một lần. Các bác sĩ phải lấy cái phôi đó từ trong cái tủ nuôi cấy, đem ra ngoài đánh giá, xong lại cất vào. Cái việc đó tuy làm rất nhẹ nhàng mà là trong cái môi trường cũng rất đảm bảo, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến cái phôi. Với cái theo dõi như thế này thì là cái phôi nó hoàn toàn được yên tĩnh, được nằm trong cái môi trường tối ưu, thế nên quá trình phát triển nó sẽ tốt hơn, và lựa chọn được những cái phôi nào hoàn chỉnh nhất để đưa vào chuyển phôi. Công nghệ IVA đã đánh dấu bước tiến mới trong kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp tăng tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh ở Việt Nam. Thưa quý vị, bền bỉ suốt 25 năm qua với công việc dạy văn nghệ và kỹ năng cho các em khuyết tật, nghệ sĩ Phan Phúc, người sáng lập câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội, thường được mọi người gọi là mẹ hạnh phúc. Suốt 25 năm không hề có ngày nghỉ cuối tuần, niềm vui của người mẹ đã gần 80 tuổi là nhìn thấy nụ cười và sự tiến bộ của đàn con đủ lứa tuổi. Đứa nhỏ nhất là mới 14, lớn nhất là gần 40. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Trang đến thăm lớp học của mẹ hạnh phúc. Quý vị và các bạn có nghe thấy gì không ạ? Đây là những giai điệu rất quen thuộc từ một lớp học mà nhiều năm qua vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần thì các em nhỏ khuyết tật và tự kỷ lại tới đây để được gặp mẹ Phúc, được hát, được múa, được nói, được cười. Không chỉ là một cô giáo, mẹ Phúc đã cầm tay các em, dìu dắt các em để cùng hòa nhập với cộng đồng và có niềm vui. Chúng ta cùng đến thăm lớp học của mẹ Phúc nhé! 35 học sinh, 35 đứa con đủ độ tuổi. Có em mới vào lớp được mấy tháng, có em theo mẹ Phúc đã 20 năm.
bàn tay múa còn phải uốn nắn, lời hát còn chưa đúng nhịp. Nhưng không hề gì, bởi mẹ Phúc và các mẹ tình nguyện vẫn bền bỉ dìu dắt và tin vào khả năng hòa nhập của các em. Mình con thấy rất vui vẻ được nói chuyện với các bạn, các anh, các chị. Con thích vừa múa, vừa hát, được ca hát, được âm nhạc, được sướng. Được thành lập từ năm 1995, lớp học của mẹ Phúc là nơi để các bạn câm, điếc, dị tật chân tay, thiểu năng trí tuệ đến để vui chơi, làm quen với những người bạn đồng cảnh ngộ. Làm sao mà mình làm để cho người ta tin, mình làm sao cũng như là một cái kêu gọi và một cái như là cứ nói nôm na là làm mẫu và mọi người thấy là ai cũng có thể làm được nếu mọi người đều có một chút hy sinh cái bản thân mình. Khi hòa mình vào văn nghệ ấy, thì thấy các em nó khác hẳn luôn. Nó thấy nó vui vẻ, thấy nó niềm nở hơn và thấy nó yêu cuộc sống, yêu đời hơn. Tình yêu và sự kiên trì của mẹ Phúc đã lay động nhiều tấm lòng hảo tâm và lan tỏa tới các tình nguyện viên đủ lứa tuổi. Em rất ngưỡng mộ mẹ Phúc tại vì là mặc dù mẹ Phúc tuổi đã cao rồi nhưng vẫn bền bỉ và đều đặn đến đây để mà chăm lo cho các em. Đến tận bây giờ, những hoạt động của câu lạc bộ vẫn được vận hành nhờ tiền túi của mẹ Phúc và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Không phải chỉ có y học mà đúng đến với các cháu này. Nếu mình toàn tâm, mình thương nó thật thì nó sẽ là người san sẻ. Gọi là thiếu hụt, chứ tôi không gọi các cháu là khuyết tật. Lặng lẽ yêu thương, việc làm giản dị của mẹ Phúc 25 năm qua đã biến câu lạc bộ thành mái nhà thân thương của bao đứa trẻ kém may mắn. Và phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vtv.vn hoặc là kênh YouTube VTV4 Go, ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.